Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình xây dựng nông thôn mới, tiêu chí số 7 về xây dựng cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, trong đó xây dựng chợ nông thôn nhằm góp phần giúp cho người dân có điều kiện giao thương, kinh doanh buôn bán thuận lợi, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để phát triển kinh tế. Dự án xây dựng chợ an toàn vệ sinh thực phẩm LIPSAP do Ngân hàng Thế giới tài trợ, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh làm chủ đầu tư đã tiến hành xây dựng 43 chợ tại các xã trên địa bàn tỉnh với kinh phí hơn 170 tỷ đồng, góp phần quan trọng giúp cho các địa phương hoàn thành tốt tiêu chí số 7 trong xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, sau khi nhận bàn giao chợ từ dự án, nhiều địa phương không quản lý kết nối hạ tầng đồng bộ, dẫn tới chợ bị bỏ hoang, gây lãng phí nguồn vốn đầu tư. Trục đường DH10 thuộc xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, người dân họp chợ tràn lan trên đường, gây mất an toàn giao thông. Chợ là từ cách đây độ 6-7 năm rồi, vì là không có điện có nước, cho nên là cơ sở tầng nó chưa đầy đủ. Cho nên là người dân người ta vào chợ ấy thì người ta chưa có đầy đủ thì chưa được vào trong chợ. Chưa có điện có nước thì chúng tôi thì cứ tạm thời này ạ. Người dân thì họp chợ tràn lan ven đường, các loại thịt bày bán không che đậy, mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuy nhiên, sát ngay cạnh đó, chợ tài chính được đầu tư xây dựng kinh phí gần 2 tỷ đồng, rộng 500m² với 28 kiosk được bàn giao về cho xã Trưng Trắc quản lý từ tháng 3 năm 2017. Nhưng từ đó đến nay, chợ bị bỏ không, điện hỏng, nguồn cấp nước hỏng, rác thải, phế thải chất đống làm mất vệ sinh môi trường. Khi nhận bàn giao từ dự án, chợ không có hệ thống phòng cháy chữa cháy, không có điện, không có nước sạch. Các hạng mục này xã cũng không quan tâm đầu tư. Chính vì vậy mà người dân không thể vào hoạt động kinh doanh trong chợ. Từ khi chúng tôi được nhận bàn giao thì ở đây hệ thống phòng cháy chữa cháy là không có. Chính vì vậy mà chúng tôi không thể xin cấp phép cấp nguồn điện, điện lực Văn Lâm cấp điện cho chúng tôi. Và từ khi mà chúng tôi nhận bàn giao thì cái hệ thống nước đảm bảo cho khu chợ cũng không có. Đấy, chợ bỏ từ rất từ nhiều năm nay, chúng tôi cảm thấy rất lãng phí. Mà bà con, nhân dân là ở đây muốn vào khu chợ kinh doanh, thế nhưng mà ở đây chúng tôi không thể coi như là quy hoạch được cho bà con vào khu chợ kinh doanh buôn bán các mặt hàng. Chính vì thế mà bà con ở đây lấn chiếm vỉa hè lòng đường làm ảnh hưởng đến giao thông. Chợ Chùa, xã Vĩnh Xá, huyện Kim Động, 16 kiosk được đầu tư xây dựng với kinh phí gần 1,7 tỷ đồng, cũng trong hoàn cảnh tương tự. Dự án được bàn giao cho địa phương quản lý vận hành từ năm 2018. Tuy nhiên, các tiểu thương thì vẫn kinh doanh buôn bán tại khu vực chợ cũ, các loại thực phẩm bày bán la liệt, không đảm bảo an toàn vệ sinh. Trong khi đó, khu chợ mới khang trang ngay sát bên cạnh lại bị bỏ không nhiều năm, các hạng mục đã bị xuống cấp. Hai bên đường ngồi rất đông, cả bên này ngồi rất đông, mà trong chợ này rộng mênh mông như này không ai vào. Chúng tôi coi là cũng rất muốn vào họp cho đông đủ, nhưng mà do coi là cứ cấp trên thì không nói hoài nói năng gì đến chợ. Không những vậy, hiện nay một số hộ dân xung quanh khu vực chợ Chùa đã lấn chiếm một phần đất của chợ, thậm chí có hộ gia đình còn chiếm dụng khu vực chợ thành nơi sinh hoạt riêng của gia đình. Tôi lập vào đây để tôi đi cho nó khỏi ấy thôi, chứ còn nếu tập thể dùng thì tôi lại phải phá ra. Đây cái chỗ này thì còn đây thì sử dụng đây. Bao giờ tập thể dùng thì chúng tôi lại giả lại. Đây tất cả chung quanh cùng người sử dụng chứ có phải mình nhà tôi đâu. Một số cái hạng mục của công trình ấy thì nó không phù hợp với cái thực tế bà con buôn bán, nhất là buôn bán hàng thịt lợn. Chính vậy mà cái hoạt động của cái chợ gần như là để không. Cái chợ hiện nay thì báo cáo là rất xuống cấp. Một số hộ gia đình đã lấn chiếm, nghĩa là cơi nới tạm, nghĩa là mang chất là sử dụng cơi nới thì đã được ủy ban xã yêu cầu lập biên bản vi phạm chính và yêu cầu các gia đình tự di chuyển. Trên đây chỉ là hai trong số rất nhiều chợ LIPSAP trên địa bàn tỉnh khi được dự án bàn giao về cho các xã phường quản lý. Nhưng các địa phương không quan tâm đầu tư các hạng mục tiếp theo như đấu nối điện nước, phòng cháy chữa cháy để chợ hoạt động, không thành lập ban quản lý chợ mà mặc nhiên coi đó là công trình hưởng thụ từ dự án. Các tiểu thương muốn vào hoạt động kinh doanh phải tự tìm nguồn điện nước, do đó tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao. Toàn bộ là cái hệ thống nước thì là máy bơm mới nhất là tự nhiên bị là trẻ con nó lấy mất, điện thì là chưa cấp ra ngoài này. Vẫn là tự túc thôi, bà con ở chợ là phải thuê bà con ở ngoài, đấu ở ngoài tư nhân. Trái ngược với tình trạng chợ bỏ hoang nhiều năm không hoạt động, dẫn tới chợ bị xuống cấp tại một số địa phương. Tại xã Nguyên Trãi, huyện Ân Thi, sau khi nhận bàn giao chợ Cầu Ngọc, xã đã thành lập ngay ban quản lý chợ,
gồm 3 người để quản lý và thu dọn rác thải, đảm bảo vệ sinh môi trường, đồng thời tiến hành đấu nối hệ thống điện, nước, đảm bảo điều kiện tốt nhất cho các hộ kinh doanh, buôn bán, cũng như người dân vào chợ mua hàng. Từ khi chúng tôi vào cái chợ này thì được ban quản lý cung cấp điện nước cho chúng tôi cũng rất đầy đủ, thuận lợi, mà nên sạch sẽ, thoáng mát, hoạt động kinh doanh cũng đều đều. Chúng tôi xác định là cái chợ để nơi lưu thông hàng hóa cho tất cả các tỉnh, các huyện và các xã ở lân cận. Cho nên là cái việc mà đặt ra vấn đề đầu tiên là giữ chợ. Thế và việc thu phí để giữ chợ thì chúng tôi, cái vấn đề này chúng tôi không đặt lên hàng đầu, mà chỉ thu một phần phí để cho giúp cho cái việc quản lý chợ, vệ sinh và an ninh của chợ. Khi đưa vào hoạt động thì chúng tôi đấu nối cho tất cả các cái tiểu thương này là mỗi một hộ một cái đồng hồ tiêu dùng điện và nước sạch. Chợ Dầu được xây dựng 20 kiosk với kinh phí gần 2 tỷ đồng. Sau khi được bàn giao về cho xã Quảng Châu quản lý tháng 2 năm 2018, xã đã tiến hành đấu nối ngay các hạng mục thiết yếu để chợ hoạt động, phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư, góp phần thúc đẩy và nâng cao các tiêu chí xã nông thôn mới, đồng thời giải quyết dứt điểm tình trạng họp chợ, lấn đường giao thông. Để đạt được điều đó thì vai trò người đứng đầu địa phương là rất quan trọng. Chúng tôi xác định đây là cái nhiệm vụ chúng ta phải quan tâm những cái việc cụ thể trên địa bàn, đặc biệt là cái chợ Líp Sáp thì nó là mới, và để nhà nước đầu tư cho địa phương thì xác định để mang lại cái hiệu quả thì chúng ta phải kiểm tra, giám sát và chỉ đạo cụ thể, và những cái gì chưa được chúng ta phải uốn nắn. Đây là công tác chỉ đạo và giao cho các bộ phận chuyên môn có nhắc nhở. Lúc đầu thì nó có rất là khó khăn nhưng nó chưa quen, và cái điều kiện ngoại vấn đề đấu nối điện nước thì nó cũng gặp nhiều cái khó khăn, thì đầu tư từng bước một, nhân dân phải họp bàn với các hộ dân bạn buôn bán tiểu thương ở trong cái khu vực chợ Líp Sáp này, thì chúng ta phải thấu hiểu được cái trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ của công dân ở tham gia được, và chúng ta được có nghe chỗ mát mẻ bán hàng, thì ngoài ra chấp hành tất cả quy định của địa phương để thực hiện chỉ đạo tốt cho cái mang lại cái hiệu quả lợi ích chung của địa phương trong thời gian qua. Trong thời gian thực hiện từ 2010 đến 2019 thì chúng ta xây dựng 43 chợ. Thì cái nội dung này là rất phù hợp với cái chương trình xây dựng nông thôn mới. Chính vì vậy khi mà dự án dép triển khai thì hầu hết các xã trên địa bàn của tỉnh đều muốn đăng ký cái dự án này. Thì sau khi xây dựng thì chúng tôi đã bàn giao toàn bộ cái chợ đó cho các xã để tự chịu trách nhiệm vận hành, bao gồm bàn giao về mặt kỹ thuật, sau đó là bàn giao về toàn giá trị nguyên trạng của chợ. Thì lãnh đạo địa phương thì phải chịu trách nhiệm trước tỉnh về việc vận hành cái chợ đó theo đúng quy định, thực hiện khấu hao và duy tu sửa chữa theo quy định dự án. Thì qua các khảo sát đánh giá thì chúng tôi sẽ xác định ở những nơi nào chính quyền địa phương, sự hoạt động của các ban quản lý chợ mà tích cực thì ở đó còn duy trì hoạt động tốt, còn những nơi nào mà lơ là thì hiệu quả cũng còn hạn chế. Dự án Líp Sáp triển khai tại tỉnh Hưng Yên từ năm 2010 và đã kết thúc năm 2019. Đến nay, có một số chợ bỏ hoang không hoạt động như chợ Tài Chính, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, chợ Chùa, xã Vĩnh Xá, huyện Kim Động, chợ Bình Phú, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ. Những chợ còn lại chỉ hoạt động một phần nhỏ, các kiosk hầu như bỏ không. Trách nhiệm này thuộc về chính quyền các xã thụ hưởng công trình từ dự án. Nguồn vốn đầu tư, dù là đầu tư công hay được các dự án tài trợ, là đòn bẩy vốn mồi trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại những công trình, dự án được đầu tư không đồng bộ, thiếu hiệu quả hoặc không sử dụng tới, gây lãng phí rất lớn. Các địa phương khi được thụ hưởng công trình từ dự án cũng cần phải tăng cường quản lý vận hành để phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư, không vì đặt nặng thành tích mà tiếp nhận công trình dự án đầu tư rồi bỏ không, gây lãng phí.